cửa mũ phi công 400.000 đô la Mỹ. Chiếc mũ phi công F35 có giá tới 400.000 đô la Mỹ phát sinh lỗi hàng năm trời mà không có cách nào khắc phục được. Đây cũng là mũ phi công tinh vi nhất thế giới hiện nay. Trong khi đó, F35 là dự án máy bay chiến đấu đắt đỏ nhất của quân đội Mỹ. Mũ phát sinh lỗi gây hiện tượng ánh sáng xanh khi phi công bay trong điều kiện ánh sáng yếu. Nhà sản xuất buộc phải thay vi mạch mới. Nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin được giao hợp đồng chỉnh sửa và thiết kế lại mũ phi công F35. Theo đó, Màn hình LCD truyền thống được thay thế bằng màn hình OLED hiện đại hơn. Hợp đồng được công bố vài ngày trước phiên điều trần giải quyết các vướng mắc liên quan tới chương trình F-35 trị giá 406 tỷ đô la Mỹ, dự án vũ khí đắt đỏ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Dự án F-35 phát sinh nhiều vấn đề trong hai thập kỷ phát triển. Năm ngoái, văn phòng kiểm toán chính phủ Mỹ nói rằng dự án có tới 966 điểm bất thường, trong số này có hơn 150 điểm không thể giải quyết được. F-35 có 3 biến thể, hơn 10 quốc gia đã đặt mua gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Israel, Australia và Netherlands, mũ phi công F35 từng được liên doanh Rockwell Collins và Elbit Systems sản xuất, mũ có nhiều tính năng hiện đại, chẳng hạn phi công chỉ cần cúi đầu xuống là quan sát được mặt đất, qua hình ảnh video, nơi phi cơ định hạ cánh, hoặc chỉ cần nhìn vào mục tiêu qua mũ bảo hiểm là khóa được vũ khí.